Xin chào mọi người, anh Khang xin chào. Hôm nay thì anh Khang sẽ giới thiệu đến bạn một sản phẩm của Dell, đó là Dell Vostro V3559A P52F003. Nằm trong tầm giá khoảng hơn 12 triệu đồng, dành cho những bạn sinh viên kỹ thuật công nghệ thông tin hay những bạn nam có sở thích chơi game vừa phải. V3559A được thiết kế theo xu hướng tối giản, tạo cảm giác lịch lãm từ lớp vỏ màu đen truyền khắp thân máy cùng các đường gân nhựa nổi giúp cho việc cầm nắm trở nên dễ dàng và ít bám vân tay hơn. Máy chỉ nhẹ 2,1 kg. Sản phẩm của chúng ta có một vẻ ngoài mạnh mẽ với các góc cạnh vuông vức truyền thống của thương hiệu Dell, chắc chắn các bạn nam sẽ thích thú. Phía bên trong thì được tô điểm với vân phay xước, thêm vào đó bề mặt của màn hình được phủ một lớp chống lóa rất là phù hợp để bạn sử dụng ngoài trời nhiều ánh sáng. Bàn phím của Vostro V3559A có các phím nhạy, phím phù hợp với những người làm việc có bàn tay to, nhưng hành trình phím chỉ ở mức tiêu chuẩn, thích hợp cho các công việc ở văn phòng cơ bản và giải trí. Qua trải nghiệm thực tế thì bàn di chuột của V3559A cũng có độ nhạy đa điểm rất là tốt, bề mặt sơn mịn cho phép bạn lướt ngón tay một cách mượt mà và dễ chịu. Dell Vostro V3559A được trang bị đầy đủ các cổng kết nối thông dụng hiện nay. Cụ thể là bên cạnh trái chúng ta sẽ có một cổng mạng LAN, một cổng VGA để kết nối với các loại máy chiếu cũ. Sau cùng là một cổng USB 3.0, một khe đọc thẻ nhớ máy ảnh đa năng. Khe tản nhiệt vẫn được bố trí ở cạnh trái, điều này có thể ảnh hưởng tới người dùng. Ở cạnh phải chúng ta vẫn có một ổ đĩa DVD, hai cổng USB loại thường và một jack cắm tai nghe tích hợp microphone tiêu chuẩn. Điều rất hay ở dòng laptop Dell này là bạn được trang bị viên pin rời, bạn có thể tháo ra một cách dễ dàng để vệ sinh. Phần đáy máy thì được lắp bởi hai tấm nhựa riêng biệt, tạo sự linh hoạt khi nâng cấp thêm RAM hoặc là ổ SSD. Vị trí hai loa nằm ở phía rìa trước nhằm tạo cho âm thanh được phản xuống mặt bàn và nảy lên hướng thẳng tới người dùng. Dell Vostro V3559A có một màn hình lớn 15.6 inch và độ vân giải phổ biến HD, cho bạn một không gian làm việc rộng rãi và thông thoáng, thích hợp với các công việc văn phòng và thiết kế. Về khả năng xử lý công việc, Vostro V3559A tuy mỏng nhưng vận hành mạnh mẽ, phù hợp với nhiều yêu cầu công việc và giải trí trung cấp của những bạn sinh viên và người đi làm đồ họa nhờ cơ 5 lõi kép chip Skylake, dung nhịp cao nhất khi ép dung là 2,8 GHz, RAM 4 GB, còn một khe trống, ổ cứng 500 GB tiêu chuẩn. Máy có 2 GB cạc sợi AMD DDR5M315 để bạn chạy được các phần mềm đồ họa. Hơn thế nữa, nhờ chuẩn Wi-Fi AC thế hệ mới cho khả năng bắt sóng nhanh gấp 3 lần so với chuẩn N thông thường, sẽ rất là thích hợp nếu nhà bạn thường xuyên sử dụng mạng Wi-Fi để chơi game, lướt web hay là xem phim. Như vậy, với một cấu hình mạnh mẽ và có khả năng nâng cấp linh hoạt, thêm cả cao màn hình rời để bạn sử dụng AutoCAD hay các phần mềm kỹ thuật 3D khác, cũng như là chơi game, thì hiếm khi thương hiệu laptop Dell đến từ Mỹ này để có một mức giá vô cùng tốt đến như vậy. Chỉ hơn 12 triệu đồng và sở hữu ngay được Vostro V3559A cùng với nhiều phần quà giá trị tặng kèm. Siêu thị máy tính An Khang cảm ơn bạn đã theo dõi. Cần biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm thì bạn có thể truy cập thêm vào đường link phía dưới hoặc là website ankhang.vn. Xin chào và hẹn gặp lại!